Đây là một món đồ tự vệ không bao giờ bị dính tới luật pháp luôn, vì chả ai cấm chúng ta đem cái này ra ngoài đường hết á. Sát thương thì nó vừa đủ, nó không có đủ giết người đâu. Fan bên TikTok thì có nhiều bạn biết tới cái này của mình rồi, nhưng mà bên tệp fan của YouTube mình nghe một số bạn chưa có biết đâu. Và đó chính là dây sạc tự vệ mình đang bán. Anyway, nếu như các bạn muốn mua cái món hàng này thì mình có để cái đường link ở dưới phần description, phần mô tả của video này nhá. Rẻ lắm, chốt đi, không nhiều lời nữa, đi test luôn chứ hả. There we go. Ở món đồ này chúng ta có thể sử dụng hai dùng để mà tự vệ. Một, thương á thì chúng ta sẽ cầm ngay chỗ này và đánh bằng khúc này. Hai, không thương, cầm ngược lại, đè đầu kim loại. Thề luôn, bao giác ngộ. Cho nên chúng ta sẽ test bằng cái đầu này. Cứng quá thì chúng ta sẽ sử dụng tới cái đầu này. Và nếu các bạn muốn tập những cái combo về cái dây sạc này, cứ comment ở phía bên dưới nha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số đòn combo với cái dây sạc này nếu như các bạn yêu cầu mình. Nạn nhân đầu tiên sẽ là một cái quả lê giống như thế này. Em ơi chắn sao anh ra đây, anh sắp em chắn sao anh ra đây. Em ơi chắn sao anh ra đây, anh sắp em chắn sao anh ra đây. Sao em ơi chắn sao anh ra đây, anh sắp. Nó bị rách một đường giống như thế này, nhưng mà nó chưa có vỡ bung bét ra. Tiếp tục với nó chứ hả. Chắn sao anh ra đây, em ơi chắn sao anh ra đây. Anh sắp em chắn sao anh ra đây. Trên thế giới có biết bao nhiêu thứ để chơi, không lấy tình cảm ra giải trí. Lời em nói anh không thể tin được, vì không khác gì là nói bất ba phi. Nắm tay em ta đi hết cuộc đời. Cuộc đời của em muốn vẹn vậy ba tí. Hay mọi thứ em coi là trò đùa, có mối ngon hơn em mà nhảy qua ly. Tới thiệt chứ. Dạ ơi. Nạn nhân kế tiếp. Táo. À không phải anh đâu, anh Táo, ý em là này à. Để tao kể cho tụi mình nghe về một cuộc tình đẫm máu. Có thằng ngu vẫn cứ bên em, vì kiều nên cứ đâm đầu. Nó đâu biết được tình yêu của em chỉ như một con cá ngon. Thằng đuôi ăn sạch, chỉ còn khúc đầu thứ đó để ăn với lá ngón. Wow, nó chỉ mới bị bung ra một miếng như thế này thôi, nó chưa có đủ thỏa mãn ý mình. Tiếp tục thôi, gà mình một trái lê chưa có đủ đâu. Tụi nó là ăn như cái hàm vậy á. Nắm tay anh bởi vì có chiếc nhẫn, đó có lẽ là tình yêu. Em bảo em thích iPhone, không là em sẽ tự biết yêu. Em nguyện sẽ là công chúa nếu như trong túi anh đầy tiền. Và em sẽ chấp nhận cưới anh nếu tặng cho em căn nhà riêng. Chị Táo hơi cứng quá, mình nghĩ nên xài tới cái đầu này luôn ấy. Ôm trọn tình cảm của anh vào bài nhạc, chỉ muốn tặng riêng cho em bài rap lớp. Ai ngờ đâu em là con quỷ sứ, tình yêu như ly rượu em cầm làm mấy hớp. Nhà cọc đúng một đứa con gái nên đành lấy lỗ mà kiếm lời. Giờ cái lỗ nó như cái lý thì khỏi mơ mộng mà kiếm mối. Coi bộ trái táo này cứng đầu hơn mình tưởng. Bây giờ thử vung hết sức ra coi nha. Em ơi chắn sao anh ra đây, anh xin em chắn sao anh ra đây. Em ơi chắn sao anh ra đây, anh xin em chắn sao anh ra đây. Em ơi chắn sao anh ra đây, anh xin em chắn sao anh ra đây. Em ơi chắn sao anh ra đây, anh xin em chắn sao anh ra đây. Em ơi chắn sao anh ra đây, anh xin em chắn sao anh ra đây. Em ơi chắn sao anh ra đây, anh xin em chắn sao anh ra đây. Em ơi chắn sao anh ra đây, anh xin em. Trái táo thì nó vẫn bị dính sát thương đó. Tuy nhiên đây vẫn gọi là một món vũ khí nhân đạo, nó sẽ không có tung tóe ra được mọi người à. Nhiều khi nó còn thân thiện hơn cái tai của mình nữa. Lòng mừng on the mic and kill on the hater, hater, hater. Đừng câu nhắc bầu nhạc thì có lại hơi bị cay nhờ, cay nhờ, cay nhờ. Thử là một bài nhạc mày đem tâm huyết mày vào trong đó. Trong túi có 15.000 chỉ thu điện thoại vì tiền không có. Qua món cái tiếp. Dưa hấu. À không phải anh đâu nha dưa hấu, ý em nói là cái này. Riết rapper Việt Nam toàn là rau củ quả không à. Để xem mình ở cuộc sống để lấy lại được hai chữ là đam mê. Đam mê ngồi im và nghe một bài nhạc bàn tán về nó cũng như lời khen chê. Tụi mày nói tao là một thằng kiếm cỏi, chắc tao trong bên đời tụi mày thử xem coi. Đáng xuất sắc vì trình độ quá đỉnh, nhưng mà tao bị sống real với những thằng on boy đi. Nó tạo ra một cái vết cắt ngay đây. Bây giờ để có thể vùng được lực mạnh hơn thì mình sẽ tưởng tượng cái trái dưa hấu đó là TikTok. Let's go. Để tao nói cho tụi mày biết tao đang từng như thế nào. Một cái tương lai xem rất như thế nào. Là vừa không kiếm tiền tao chơi rap để vui lên. Viết nhạc vì đam mê đấy, không biết gì xui hên. Nếu không biết ngày mai trong show tao vẫn cháy ơn người ủng hộ tôi từng ngày. Cố gắng phấn đấu đi, hốt luôn cháy mãi. Không phân biệt vùng miền, tất cả đều là fan. Ok, nó bị rách ra giống như thế này rồi. Đối với một món đồ tự vệ thân thiện thì đây là một cái sát thương nó có thể làm. Các bạn đừng mong rằng nó có thể làm hơn, vì đây không phải là một món đồ dùng để đồ sát. Tao đúng flow chứ đâu có đúng chắc. Đúng vậy trong flow tự nhiên có tiếng nắp. Rapper bị fan nó chiếm đất. Nhưng cái năng là thứ yếu chứ động là chất điểm. Đúng flow chứ đâu có biến chất. Nước lòng chứ đâu có biến mất. Rap chỉ sợ như bất động sản gấp. Vì đồng tiền nghệ thuật đã biến mất. Ok, đối tượng tiếp theo, gạch. Cái này là không có trùng với tên rapper nào hết nha. Tất nhiên rồi, cái này nó không thể nào đập bể được gạch, thì không nhất thiết nó phải đập được gạch. Nhưng mà nếu các bạn đặt ra một cái thử thách sử dụng cái dây này để mà công phá gạch, thì mình có một cách. Mình sẽ sử dụng tới cái sự co giãn siêu bền của cái sợi dây này để mà mình. Nè nó khắc hồn lên rồi, bước khỏi anh đời tao đã có thể thấy được mày vui sướng đến cỡ nào. Giờ tao biến tấu rồi khi bỏ vào bình nào canh vào bản sắc tinh chuẩn cái màn hình phải thoải mái. Rap việc bây giờ là phải hưng thẳng mặt là phải gia tình như em thì cũng gọi là đỉnh nhất. Hai ngàn ba ngàn bốn em trong căn phòng khung khí của tổng thất tầng đó tổng lại tiền cảnh quên đây. Bây giờ mới phải chất nghề thấy đầu gái con bẩn phân thay không có đầu chê nó đã chê bất bề. Chỉ là một số chân lý là cái gì. Rapper bây giờ là phải biết đến gì. Rapper bây giờ phải xài hàng cân kỹ smoke every night để hỏi xong chế đi. Chơi nhiều quá mà mày dần mua ra chắc là đời biến đổi nhưng mà mày biến chất. Rapper chơi hệ thống giáo bưu đa thì tao ra tiếng nổ cho mình là chính nhất. Ngoài búa với lại cờ lê ra thì nón bảo hiểm cũng là một cái offer rất là tốt mọi người. Tất nhiên muốn tự vệ hợp pháp thì không nhất thiết chúng ta cần phải làm ra những cái sát thương giống như thế này.
Chủ yếu là mình muốn chứng minh cái độ bền của cọng dây sạc này thôi. Vậy trong tất cả những dòng dây sạc hiện tại, mình thấy cái dây sạc này đủ tiêu chí mà đáp ứng cái vấn đề gọi là tự vệ. Gạch gì bền quá không bể ta. Ok, nãy giờ chúng ta cũng hành hạ cái dây sạc này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi cái dây này còn cắm vô không nha. Cắm vô. Vẫn lên pin như bình thường nha mọi người. Ok, có video test chân thật rồi đó. Vậy thì tội gì các bạn không mua. Bấm mi dưới cái đường link ở description phần mô tả của video này nha. Và nếu các bạn thích cái video này, nhớ để cho mình một like và một subscribe channel của mình. Đừng quên hãy chia sẻ hơn 300 chia sẻ để mình có động lực làm những video hay hơn cho các bạn nha. Và ngày hôm nay mình xin kính chúc tất cả các bạn có một ngày vui vẻ bên gia đình, bạn bè và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại. Salamat and Mahanakita. Tại sao chỉ đâu có biến chất đúng vậy trong flow thì nhìn có tiếng nát thức. Rapper bị phê mới chiếm đất, nhưng kỹ năng là thứ yếu, chuyên động là chết yếu. Wow, biến flow chỉ đâu có biến chất, nước lầu chỉ đâu có biến mất. Giờ như bất động sản đắp vì đồng tiền, nghệ thuật đổi biến đất.